Vâng, trận đấu tiếp theo bên kia gồm có dường như là Cho Son và Min. Bên mình có một Persian, lúc đầu đã thấy hai voi rồi. Persian của Trương, Truy Mạnh sao? Truy Mạnh cầm Max C đến với Per đi. Thời điểm đầu đi đã đập mặt vào hai voi, quá mát. Con voi nhìn thế thôi chứ thịt dân Per nó ăn thịt nhanh lắm, loại nông dân mà cả rồng khát máu. Persian chơi bài tàu, đây gọi là Persian chơi bài tàu thì còn, có khi còn hơn cả Sen Vương Hiêu kia kìa. Hiêu ở cánh rừng, không biết là Hiêu mấy đây. Thế tôi nhìn thấy một con này với lại hai cái sừng nữa nhấp nháy rồi. Mong nó là bầy Hiêu to. Hiêu to có S đây, có nhà chính ở đây thì ăn sẽ nhanh thôi, không phải là không phải lùa về một cách quá khó khăn. Tin báo về thì Phi Mệnh là Cho Song chặn hai dân. Thế thì mát quá. Thế thêm vòi nữa đi. Mấy trận pơ thì đen lắm. Thêm vòi nữa đánh kết thúc cho nó nhanh. Yêu mấy đây? Lại là yêu 4. Yêu 4 rồi. Bây giờ ở mấy cắt rừng dài ăn bãi quả đầu tiên. Nhà xung quanh là rất nhiều rừng. Đã lấy thêm đồ ăn gì chưa? Bốn vòi thì má. Tường Xi An thì chỉ thích động vật thôi. Cần phải cắt dân đi dò thêm. Tôi nghe tiếng tèo tèo đâu mà Truy Mệnh ra chết dân vì câu voi. Thế nhà có khung hay không? Không khung là đồ ăn thì có vẻ như là khá nhiều. Rồi con hiệu này về sát nhà chính. Chưa. Vâng là có một đôi voi và bầy hươu bốn. Nhà rất là kín. Đây rồi, bầy hươu đây rồi. Bài pơ như thế này cũng chưa phải là khỏe lắm. Cần thêm đồ ăn nữa. Vâng, đây là bãi quả phụ. Bãi quả phụ là bài hiêu. Vâng, như vậy là đồ đã đủ và sẽ là tương đối khỏe. Đây là bài hiêu to. Bài hiêu 7 luôn. Mát. Rồi ép nhanh rồi. Ôi còn đua ăn thịt với dân Pờ á, chắc trêu. Từ này đội bạn sẽ người thiệt thôi, vì bên mình cũng thiệt nhưng đội bạn sẽ là thiệt hơn. Đó, đóng bê bể ở đây, nhà vâng khá kín. Có lẽ rằng cho bãi quả kia thì sẽ thiết kế một vài chiếc bê ở đây tăng dần ăn gỗ. Tham lai bằng bên kia màu 2 giỏ 19%. Nhưng mà có một điều các bạn nên lưu ý là giỏ rộng chưa chắc đã nghiệt, nhưng mà giỏ ít chắc chắn là giỏ. Điều là như vậy. Rộng chưa chắc đã nghiệt, nhưng mà giò ít thì chắc chắn sẽ là giàu. Còn kích đời bao nhiêu đây? Kích đời sẽ là đầu 10. Đầu 10 đến Super như vậy cũng là đã được rồi. Rồi, vâng, 10 phút 10 với 22 nông dân của Persian. Nếu như bãi hiêu kia không bị ăn tranh thì sẽ là khỏe hơn. Vâng, màu 2 còn không lên đời trận này.
Một tên không lên đời của màu 2. Đây bây giờ mới đóng bề lở để bây giờ mình kích bằng cái kích là khoảng 11 đầu 11 cuối 10 đến từ màu 2 đến từ game thủ dương còi. Còn chưa thì cái bé ăn vàng cơ. Màu 2 không ăn được vàng tên này thì quýt là vừa. Con màu 2 vẫn chưa ăn được vàng. Giò là công giáp đầy đủ. Cố liếm với con dân của màu 2 rồi. Liếm dân vàng là thơm nhất. Hãy cẩn thận, đừng để bị chết giò. Tham lai vâng. Đừng để màu 2 ăn vàng. Con dân ít máu thì sắp trước. Nhưng họ cũng đúng dân là rất khéo. Chuyện này là kín rồi. Màu 2 vẫn chưa ăn được vàng. Ôi dồi ôi, lạc đà thế này thì vâng. Và như vậy là màu 2 đã quýt. Tỷ số là 3-2 trong C đấu thứ 3. Chúng ta cùng nghỉ ngơi ít phút sau để chờ đợi trận thi đấu tiếp theo. Vâng, ekip kỹ thuật viên studio xin cảm ơn nhãn hàng. Thì à?